Rồi, cảm ơn anh Dũng cho anh Bình Dương ủng hộ Tàu Nguyên Phát nha. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe, làm ăn thuận lợi. Đó, đang dọn xe, đang bát thuốc cho anh Dũng nha. Đó, để đang thuốc nè. Em trai anh mày cho mày lên sống mà đẹp trai như con bà Hai luôn. Giá quá rẻ mọi người ơi, giá quá rẻ nha. Bán cho anh Dũng, cho anh Bình Dương ha, cho anh khác Bình Dương, còn ngang Bình Dương chứ. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, công việc làm ăn mua bán nó thuận lợi hơn, nó phát triển hơn. Đó. Mua bán cần thì liên hệ với Tổng An Phát nha bà con. Đó. Ở bên em đang bát. Nói chung cái gì cố gắng hết cho quý khách hàng là sẽ cố gắng cho quý khách hàng thôi. Đó. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha, công việc làm ăn mua bán thuận lợi hơn. Cái này rất là tiếc luôn. Đó. Ở bên em khá là đông nha cả nhà. Bát tiết các kiểu con là điểu ha.